Chào tất cả các bác nha. Trưa nay là ngày 16 tháng 9. Hàng cái lô hàng mới về các bác nhé. Em đang giới thiệu các bác luôn vào ngay cho nóng các bác nhé. Các bác ưng em nào thì nhanh tay liên hệ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Đấy, con đầu tiên lên luôn cho các bác. Một em siêu phẩm thôi, lên luôn con siêu phẩm đi. Lên luôn các bác, con siêu phẩm em đấu em đeo. Chơi luôn. Đấy các bác, chất trượt. Đấy, con Richard Mille. Cá đẹp lắm, phun đá bác nhé. Mê mà ly luôn. Đẹp trầm trọng bác nhé. Máy thụy bác nhé. Richard Mille. Dây khóa rất là còn mới luôn nha, dây rất là đẹp luôn đấy. Nhưng Richard Mille cái một cái form của nó là mỡ bằng nhau rồi, chẳng qua là đo mình đo thôi chứ còn size của nó là 43 này, 43 50, dây của nó là được 5 10 15 15 phân. Richard Mille mã AB21. AB21 con này giá của nó rất là rẻ bác nhé. Yêu thương luôn. Giá của em này là 11,5 triệu bác nhé. 11,5 triệu con này. Đấy, mã AB21 này. Đấy, giá 11,5 triệu nhé, còn là máy thủy đấy ạ. Đẹp, xuất sắc luôn. Đây, em lên cho bác một cái bạn này, nó mới VIP nữa này. Đây, bạn đá này. Đây, cơ cực đẹp luôn. Đấy. Con này máy là máy 11 các bác nhá, không nó không thuộc vào máy thụy xịn nữa các bác nhá. Đấy, nhưng mà nó cái độ 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 hoàn thiện của nó cực đẹp luôn. Đấy, con này hàng 11 thôi. Đẹp chưa? Richard Mille các nhá. Nó dạng là vừa da vừa cao su này. Con này đẹp thì chấm hết luôn, đẹp hơn cả con Richard Mille 10 11 triệu 500 luôn. Con này nó máy là máy máy 11 các bạn, nó không được là máy mà không được máy thụy các bạn nhé. Nhưng mà đắt tiền lắm, còn đắt em đắt ngang gần bằng con máy thụy lúc nãy đấy. Con này siêu đắt luôn. Đẹp thật đèo, nhưng con này đẹp thật các bạn, đẹp khủng khiếp đấy. Ui chà mẹ nó đẹp. Tay em to đèo đẹp thật. Kể cả cọc số bác nhá, phun đá luôn. Nhưng con này đẹp không không có điểm chê rồi, nó xuất sắc rồi, mới cứng luôn. 43 này, wow, 50, 50, 25. Năm mươi lăm, 43 5 đây các bác nhá. Chiều dài là 43 này. Đấy. Chiều dài 55 bác nhá, vì nó cong rồi, nó cong nó ôm sát tay này. Đấy. Có nhìn cái độ ôm của nó này. Đấy. Khít khít luôn. Không một tí nào hở. Quá đẹp luôn các bác nhá. Để bác cái giá quá yêu thương luôn. Vì con này nó đắt ngang với con Thụy luôn bác ạ. Máy 11, vì máy 11 nó cũng xịn rồi các bác. Nó thua gì máy 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 ETA Thụy Sĩ đâu. B22. Con này giá của nó là 4,6 triệu nhé.
4 triệu 6 con này các bác nhé, đẹp thật sự luôn. AB22 giá 4 triệu 6 một con Richard Mille, bản là máy là máy 11 bác nhé, chứ không 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 phải là máy 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 Thụy được các bác nhé, mà hình như con máy máy 11 của nó nên nó xịn là máy Thụy được, kém gì đâu. Nhưng mà máy gì phải báo các bác chi tiết máy đó các bác nhé, không các bác nhiều khi các bác nhận hàng không phải giết em luôn, các bác không nhận lấy to em luôn, các bác trả lại là chết luôn được bác nhé. Vì các bác biết tại sao phải cọc không ạ? Bởi vì là hàng em thì mỗi một loại nó chỉ có một con thôi đấy, mà các bác cọc cọc lý do là các bác phải có trách nhiệm lấy hàng. Các bác mà em gửi đúng, giả dụ các bác chốt này đúng không ạ, em gửi đúng con này mà các bác không nhận là các bác sẽ mất cọc đấy các bác nhé. Đấy, rất là áy náy các bác, nhưng các bác phải không, bởi vì hàng em không có nhiều, như các bác mua trên Facebook người ta một mã này người ta có cả nghìn con đấy. Thì các bác cho bom thoải mái nhé, nhưng nhà em có một con thôi, đồng nghĩa với bác các bác chốt được con này cái thì mấy chục bác sau là muốn chốt con này không chốt được nữa đấy, lý do tại sao các bác mất cọc. Cái quan trọng nhất là cái vấn đề này mới quan trọng này, bởi vì là các bác không nhận hàng đúng không ạ, bưu điện nó mang về nó hoàn lại cho em, nhưng nó không hoàn ngay các bác ạ, nó vào kho nó lưu kho 15 ngày xong dây dưa đến tháng rưỡi bắt đầu nó mới hoàn lại cho em các bác nhé. Đâu là lúc bọn em nhận cái hàng này về nó chả còn gì cả, nên là đâm ra nhiều khi các bác cứ nghĩ là mấy trăm nghìn cọc của các bác, nói chung là rất áy náy thôi, nhưng nó là tưởng to, nhưng thực tế là nó không thấm gì với cái hàng mà bọn em thiệt hại các bác nhé. Đâm ra là các bác, em yêu cầu các bác là xem thật kỹ các chốt bác nhé, mà đã chốt rồi là các bác phải cọc, mà cọc các bác không nhận là các bác sẽ mất cọc đấy các bác nhé. Đấy, đâm ra các bác cứ xem thật kỹ cho em. Đấy, hàng em chim video em báo sao là em gửi cho bác đúng inbox hàng như thế bác nhé, không lệch một tí nào luôn. Đấy, con này thì không phải bàn rồi. Máy là máy 11 bác nhé, tức là hàng hàng gọi là nôm nào hàng pha ke bác nhé. Đấy, các bác yêu cầu các bác nghe cái rõ nhé, máy 11 đấy, nó không phải là máy Nhật mà không phải là máy Thụy nhá, nó là máy 11 đấy, máy nó rất là xịn luôn. Tuy nhiên mà nó không có phải là máy gì hết ạ, nó là máy 11, nó gọi là hàng pha ke, hàng fake các bác nhé, chứ cái bản chính hãng của nó nhiều tiền lắm, ai mua nổi các bác đúng không ạ. Con này form nó rất là đẹp luôn, các bác nhìn nó ôm sát vào tay này, thích không? Em chẳng lấy lại con đeo, đẹp quá các bác ạ. Máy cơ bác nhá, một ô click nó góc 6 giờ, cọc số học trò. Nói chung là con này thì không chê một điểm nào chê được các bác nhá, xuất sắc luôn ạ. Đấy, một con Richard Mille hàng hàng 11 bác nhá, hàng pha ke nhá. Đã gọi là pha ke thì không phải là máy Nhật bác nhá, mà không phải máy Thụy bác nhá, nó là máy fake bác nhá. Đấy các bác nghe cho rõ em nhá, không lúc có nhận hàng các bác yêu cầu phải hàng chính hãng không là chết mẹ em luôn đó. Size 43 nhá, không có không em, nhà em không có hàng này chính hãng bác nhá. Chính hãng hàng này nó mấy tỷ em tiền ra mua bác nhá. Em chỉ có hàng pha ke thôi. Con này cũng 54 luôn này. Đấy, chiều ngang 43 này, 54 này. Nhưng được cái nó form nó ôm này, nó ôm ship vào tay này, đẹp lắm. Nhưng mà con này xuất sắc luôn đấy. Mã AB AB23. Đấy, bác còn lấy con này em để bác cái giá là 3 triệu 4, 3 triệu 4 các bác nhé. Đấy, con này mới chơi, con này là 4 triệu 6. Đấy, con này là 3 triệu 4. AB23 giá 3 triệu 4. Đấy, hàng này là hàng 11 bác nha, các bác nghe rõ cho em nha, chứ không có bác bắt em hàng chính hãng là em toi đấy nha, em không có hàng nào trả các bác đâu. Đây, em liên tiếp cho bác một em về được một em Thụy này, đẹp thật sự luôn. Hôm nay cái hàng này về toàn hàng chất, cho bác yêu con này thì ai mà chịu nổi bác này. Đấy, một con Paget phun đá nhé, phun đá luôn, không hở chỗ nào luôn. Nhưng con này đắt lắm bác nha, đắt hơn cả mấy cái dòng Hublot bác nhé, còn đắt hơn cả Hublot này, đẹp chưa, phun đá luôn, quá này. Đấy, một con bao vẹt bác nhá, máy đây,
Con này thì máy thụy chắc rồi có nha, có nhìn là có biết rồi đúng không ạ? Không chạy được nào hết á, máy thụy là nó này. Em cũng vì như em đặc biệt, đặc điểm như em là quay máy cực kỳ chi tiết nhá, đâm ra em có nói dối các bác cũng chả nói được, vì máy em quay chi tiết mà các bác, đâm ra sao mà chối được. Thứ hai là lý do là tại sao em quay chi tiết, vì quay chi tiết cho các bác nhìn cho nó rõ để các bác chốt có nha, lúc các bác nhận hàng nó phải đúng như video này, chứ không các bác em quay một kiểu lúc các bác nhận hàng một kiểu là lừa đảo là chết đấy các bác nha. Mà em không chơi cái bài đâu, em mới quay chi tiết thật kỹ cho các bác này, các bác nhận hàng mà đúng hàng em gửi, các bác không nhận hàng các bác mất cọc nha. Đấy mà em gửi sai là em phải chịu trách nhiệm đúng không bác, ai ai sai người đấy chịu đấy, nghe em buôn bán là vậy đấy. Đây có nhìn thật đẹp chưa, nó cứ gọi là xuất thần luôn đấy, một con bao vẹt siêu phẩm máy thụy bác nha, chứ không phải là con này nó vừa mỏng này, vừa vừa chất vừa sang lại vừa xịn nữa. Trời ơi nó đẹp cái gì mà đẹp các bác nhỉ, máy nó ôm sát vào tay luôn, mỏng dính. Size của em nó là size 42. Chiều dày con này có 8 ly các bác nhé. Con này mỏng dính bác nhé, có 8 ly thôi. Dày có 8 ly thôi. Size 42, nhưng mà con này siêu phẩm rồi, không phải bàn cãi nữa. Con này mã AB24. Đấy, size 42. Bắt đầu lấy con này em để cho bác cái giá là 16 triệu. 16 triệu các bác nhá, con bao vẹt này nhá. Không hề rẻ đâu ạ. Vì nó là hàng siêu phẩm rồi. Mã AB24 size 42 giá 16 triệu. Tiếp tục em lên cho các bác một em này đi. Trời ơi nó đẹp cái gì mà đẹp. Viết chưa các bác? Đủ là siêu phẩm chưa? Đấy một con UP bác nhá. Này có nhìn máy Nhật đúng không? Nhật máy 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 Mi có nhìn nhìn phát biết liền. Đấy, Nhật này Nhật xịn đấy các bác nhá. Máy Mi Mota đấy. Con OP bác nhá. AP mà em gọi là OP bác nhá. Đấy. Chữ nó chữ AP em gọi là OP cho nó dễ bác nhá. Những cái này nó ôm tay đẹp lắm các nhìn này. Không phải chê này. Cái này size 42 luôn. Mã AB25. Size 42. Bao lớn này để bác cái giá là 2 triệu 8 con nhá, 2 triệu 8 con này thôi, rất là rẻ cho các bác chơi. Mã AB25 này, size 42 giá 2 triệu 8. Đây, em vẽ con này cho các bác chiêm ngưỡng một em này. Thấy độ chất của nó này. Mặt xanh quá nhá. Đấy, một con Rolex mặt xanh này. Thép 316 này, không han không gỉ, không xuống màu các bác nhá. Đấy. Tem chống hàng giả này, tem tem của hãng này ghê không? Máy Nhật nhưng tem của hãng luôn bác nhá. Đúng là bây giờ cái gì người ta cũng có thể mua được. Không cần chính hãng vẫn vẫn dám giá là chính hãng. Đây, có những cái này yêu thương chưa? Đủ phê chưa?
size 42. Mã AB26. Size 42 này, con này giá là 2,9 triệu các bác nhé, 2,9 triệu á. AB26 size 42 giá 2,9 triệu. Đây em lên cho bác một con Omega vàng hồng các bác nhé, đẹp chưa, dây của nó này, dây lụa nhé, một ô click nó góc 3 giờ. Máy đây các bác, nó chỉ có máy Nhật thôi, không phải máy Thụy đâu các bác nhé. Con này nó sạc quá là sang trọng, đẹp đẽ rồi, thanh niên đeo cũng được, ông già đeo cũng được, trung tuổi đeo càng đẹp. Nói chung là con này ai đeo cũng đẹp, nó rất là phù hợp. Size 40. Mã AB27. Size 40. Bác lấy con này để bác giá 3 triệu. AB27 size 40 giá 3 triệu. Này, cho bác lên một con Patek Philippe niềng đá bác nhé. Mặt xanh niềng đá này, Patek Philippe. Đấy, 3 ô cửa lịch. Góc 11 giờ, góc 12 giờ, góc 1 giờ rưỡi. Dưới này là lịch trăng sao, lịch 24 giờ trăng sao. Đấy, máy nó thì không có máy Thụy được các bác nhé. Các bác chơi cái dòng này tiền, tầm tiền này thì chỉ có máy Nhật là ngon rồi các bác nhé. Đẹp chưa? Patek Philippe size 40. Mã AB28. Size 40 giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu thôi nha. AB28 size 40 giá 2,9 triệu. Hãy lên cho bác một con Oren. Máy pin bác nhá. Máy Nhật, máy pin Nhật đấy. Những con này bác dùng thì yên tâm, không bao giờ nghĩ chuyện nó hỏng hóc được bác nhá. Khó lắm. Đấy, một con Oren máy pin bác nhá, 2 ô click góc 3 giờ. Đấy, Medin Japan. Oren, con này mặt đẹp thật, mỏng dính bác nhé. Nhưng con này chống nước thì vô địch luôn này. Những cái dòng máy pin này chống nước kinh khủng lắm bác nhé. Nó không như máy cơ, máy cơ thì các bác phải làm cái gioăng chống nước. Nhưng riêng máy pin các bác ngâm có thoải mái luôn, chống nước sướng lắm. Mà dòng máy pin này, vì đít của nó là đít dập đấy các bác, nó không phải đít vặn đấy. Nên ra là nó nước nó kín lắm, nước không vào nổi đâu. Size 40. Mã AB29. Size 40 này, con này giá là 1,1 triệu các bác nhé, 1,1 triệu ạ.
AB29 size 40 giá 1 triệu mốt. Lên tiếp cho bác một em đắt quá. Đắt quá các bác. Máy Thụy đắt quá các bác. Con siêu phẩm nhà Gates. Một cái đắt tiền bằng đắt tiền lắm, đắt hơn cả máy cơ luôn. Nó là máy Thụy bác nhé, đắt lắm. Nó là máy Nhật chứ không phải máy Thụy đâu, con này máy Nhật đấy ạ. Nhật xịn nhá, Nhật vàng luôn nhé. Con Nhật vàng luôn này. VIP chưa? Con Nhật vàng luôn, cực đẹp. Nhật đắt thế các bác nhỉ? Con này lấy vào nó hơn 2 triệu rồi. Này bán 3 triệu ai mua trời. Sao lô hàng đắt thế trời? Bác ơi, bóc con này, em chưa bóc nhá. Bóc phát nó mới cứng luôn này. Nguyên siêu này. Con này lấy cao quá bác ạ, con không biết là nó xịn cơ nào mà đắt thế nhỉ. Con này nhập vào là 24 mấy, về đến đây là 24 mấy rồi. Con này size của nó là size 43.5. Đẹp quá, đẹp thì rất là đẹp thôi nhưng mà đắt tiền. 43.5. Cước kiếc vào thành ra 2 triệu 6, 2 triệu 7 này. AB29. Size của nó là 44. Giá bắt đầu lấy con này em để cho bác cái giá này. Còn này biết bán thế nào bây giờ, vào đây về đây thì thành ra là 265 rồi. Em kiếm 200 đi các bác nhá. 2.850.000 đi. Con này nó đắt thật sự luôn này, em tưởng máy Thụy cơ, nó là máy Nhật các bác nhá. Nó nếu là máy Thụy thì nó còn bán 3 triệu mình còn đỡ ấy nấy. Bác bảo máy Nhật mà bán 3 triệu là hơi khó bác ạ, cho dù xịn thế nào xịn. Thì nó là dòng máy pin mà. AB29 size 44 giá 2.850.000 các bác nhá. Đây 28.5 này ạ. 2.850.000 vì con này nó cao tiền quá. Chứ con này máy Thụy thì em không có ngại, nhưng con này nó là máy Nhật bác nhá. Máy Nhật vàng nó rất là đắt. Nhưng mà nó vẫn là máy pin, nói gì nói vẫn là máy pin. Giá 3 triệu là hơi đuối các bác nhá. Thế nhưng bây giờ nhập cao quá rồi, không cách nào. Không cách nào cứu vãn được. Đây em về ít nữ này, em lên bác ít nữ chơi này. Nữ mày đẹp lắm. Mày lô hàng này về nhiều nữ ghê ạ. Đây cho bác mấy con nữ có chơi cho nó vui. Nữ này toàn nữ VIP thôi. Đây con vừa sạc này thì miễn bản luôn các bác nhé. Đấy một em vừa sạc đẹp hú hồn luôn. Mới keng xà beng thôi nhé. Đấy, chưa biết chảy luôn. Đấy. Mặt khảm tra mà trong khảm trai với nhá. Đẹp quá con này đẹp lắm các bạn. Một em vừa sạc. Vì cái lô này là toàn bộ là máy Nhật vàng bác nhá và máy Thụy. Đấy, chỉ có hai cái lô đồng hồ nữ này, chỉ có hai cái máy thôi bác nhá, không có máy Trung Quốc nhá. Bao các bác luôn, không có máy Trung Quốc. Vì em nhập cái lô máy Thụy này, em nhập từng con lẻ bác nhá, nên rất đắt tiền. Đấy, máy vàng của Mimota và máy Thụy nó tương đương nhau bác nhá, không khác nhau như nào đâu. Vì máy pin mà các bác, giá chung nhau nó không có cao hơn con nào hết ạ. Size con này size 36. Đấy, mi vàng và máy ETA là Thụy Sĩ ETA là nó hai máy bằng tiền nhau bác nhá. Vì cái độ quan trọng là độ hoàn thiện này. Đấy, con này chắc là máy Thụy rồi, đây sở ít mét. Mà tính Sapphire này, chống nước thì vô địch rồi. Size 36. Vì con này nó nhập vào nó cũng gần 2 triệu rồi thì những con mà nhập nó cao rồi các bác yên tâm, máy nó cực xịn luôn. Không phải lo về máy bác nhé. Các bác dùng những con này 10 năm không phải nghĩ. Tầm 3 năm thay pin một lần, 3 4 năm thay pin một lần. Mã AB30 này. Size của nó là 36 này. Đấy, bác nào lấy con này em để bác giá là 1.600.000 bác nhé. 1.600.000 ạ.
Như con này còn siêu đắt rồi. Con này là máy của nó là máy, một nó là máy Thụy ETA Thụy thôi nha, hai là máy mi vàng của Nhật xịn quá nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm, hai cái máy đó thì vô địch rồi. Thì thực ra là em không cậy ra một loạt bây giờ nó hơi mất công ấy, mà nó cứ mất cái chống nước thì nó phí. AB30 này, size 36. Đấy, giá là 1 triệu 6. Em có con này nó đẹp lắm, xoay tít mò luôn. Mỗi cái đắt tiền con này đắt tiền lắm nhá. Con này nhập vào tầm cỡ 2 đồng rồi. Đấy, con này thì siêu đẹp. Một con LV thì các bác này, mới cứng luôn. Phun đá này, mặt khảm chai này. Xoay tít mù luôn này. Phun đá bác nhé. Sờ ít mét này. Nói chung là ngoài là nó báo Thụy Sĩ đấy, nhưng mà bên trong nó thì một là máy vàng của Nhật, máy mi của Nhật bác nhé, hai là máy ETA của Thụy Sĩ. Đấy, trong hai cái máy đó bác nhé, vì cái lô hàng đắt tiền bác nhé, nó chỉ ráp hai loại máy đó thôi, nên là bác yên tâm vì hai cái máy nó bằng tiền nhau mà các bác. Cơ nó đắt chứ còn máy pin thì máy Thụy ETA Thụy và máy Nhật xịn là nó bằng tiền nhau. Đấy. Đấy, các bác yên tâm, hai máy này, mấy con đồng hồ này thì nó đắt tiền quá, đâm ra về chất lượng các bác không phải nghĩ bác nhé. Quan trọng là các bác mua cho vợ này, các bác cảm thấy là nó hợp với tay vợ mình thì các bác mua đâu nhé. Còn máy các bác không lo đâu, máy cực xịn luôn. Đấy. LV size của nó là size úi giời ơi, size Aquis, size 38 luôn, size đẹp đấy. Đấy, bác nào mà vợ mà tay nó đậm đậm một tí đeo con này chất này. Con này em nhập vào nó 2 đồng lẻ rồi. Gần 2 triệu mốt rồi. Con này là mã AB 31 này. Size của nó 38 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 3. Con này em làm hơn 200 có nhá, 22 206 207 ạ. Đây. AB 31 này, size 38, giá 2 triệu 3. Đấy. Pin thì các bác nhá, pin mà nó đắt như thế các bác biết là nó xịn cỡ nào rồi. Em liên tiếp cho bác một em này nữa. Con này thì nó còn đắt ông nội luôn, đắt hơn cả con đấy luôn. Đắt hơn mấy chục nghìn này. Đắt hơn 32 nghìn này. Ghê, con này bé tí mà đắt thích rồi. Wow, ui con này cũng là xịn thật. Phun đá luôn các bác này. Đá ghê, phun ghê. Cho Paris cái gì đây? Đấy, nó ghi ngoài service mét đó nhé. Đấy, một là Thụy Sĩ, hai là máy ETA vàng đó nhé. Em các bác yên tâm về chất lượng máy nha, em bao các bác về chất lượng máy cực đỉnh luôn, không phải suy nghĩ về máy. Ở ngoài nó ghi 6 mét này chắc là máy Thụy thôi, nhưng mà em cứ báo với các bác là một là máy Thụy, hai là máy mi vàng, là hai cái máy đó là thì nó các bác yên tâm rồi, chất lượng của nó ngang nhau, tiền của nó bằng nhau. Quá nhiều đính ở đá luôn này. Lên tay này đẹp lắm các bác, vợ các bác tay trắng thì con này ngất ngây luôn nữa. Phun đá mới cứng mà nhá, chưa một vết một lần nó đeo nhá. Size của nó là size, con này size 32. Size 32. Mã AB 32 luôn. Size của nó là 32 này. Bao lấy con này em để mất cái giá là 2 triệu 2 này. 2 triệu 2 đó nhá, con này vì nó bé quá. Không biết là lấy cao hơn con kia nhưng mà nhìn nó nhỏ này mà nó đắt thế thì ai mua nổi các bác đúng không ạ? AB 32, size 32, giá 2 triệu 2, toàn 2 là 2. Liên tiếp cho bác một em nữ nữa này. Đây, loạt này về nữ hơi nhiều đó. Theo cả lô nhá, lô nào nó về nữ nhiều thì mình phải chịu thôi, không đỡ được. Em không bán nước bao giờ đâu các bác. Đấy như cái do cái đợt hàng này nó xịn quá em mới đấu rồi. Chứ con này cái lô này mà nó không xịn thì em không không, không mua đâu. Nhưng vì nó xịn quá là mình bỏ tiếc á. Là quyết định chơi cái lô này về. Chả em có bán hàng đồ nữ bao giờ đâu các bác. Chưa bao giờ bán đồ nữ đâu nhá. Đợt này đây một con t-shirt này. Đấy, niềng đá nhá.
Size em này là size 33. Size 33 này. Mã AB33 luôn. Size 33 này. Đấy, giá là 1 triệu 3 này, đó. Thế cho nó nhanh quá nha, toàn 3, toàn 2 và toàn 3 thôi. AB33. Đấy, size 33 giá 1 triệu 3. Đấy. Em lên con này cho các bác này, mặt vuông. Con này đắt lắm, con này tương đối đắt. Chữ H này. Hơ mẹt các bác nhá, con này con hơ mẹt, chữ H này. Hai con này có hai kim đấy nhá, hơ mẹt đúng không ạ, quá nó là hơ mẹt luôn. Đeo lên tay bắt là vợ các bác tay trắng thì miễn bàn đúng nhá, cực chất. Size của nó là size 26. Size 26. Mã AB34. Size của nó là 26. Bác lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu 6 luôn. 1 triệu 6 các bác nhé. Những con này nó lấy cao là không có lời bác ạ. Nó nhập cao quá. Vì nó, thật sự là hàng nó quá đẹp. Em không cưỡng được bác ạ. AB34 này. Size 26. Giá 1 triệu 6. Vì em bán hàng nữ đâu các bác. Vì nó đẹp quá. Em thấy chất đấy. Thôi cứ đấu về. Cái con này con gì mà nó kinh khủng đắt này. 2 triệu 250 này. Ghê không? Nó là cái con quỷ gì đây mà ghê gớm này. Này các bác này. Cũng hơ mệt đấy, con này phun đá. Con này trắng mà con kia vàng lại rẻ hơn rồi trời. Con đã gấp đôi gấp ba luôn này. Đấy, một con hơ mệt Paris đó nhá. Đây, phun đá chữ H này. Quá này, con kia màu vàng phải đắt hơn, con này lại đắt hơn cả con màu vàng. Hay là hơn một chiếc đá này. Hơn mặt con này là mặt đá. Mà sao đắt gấp 3 lần tiền luôn. Lấy vào 2 triệu mốt mấy chục, 2 triệu 2 này. Mã AB35. Size của nó là 26. Con này giá của nó là 2 triệu 4. 2 triệu 4 bác nhé. Con này em nhập vào xích xuất 2 triệu 2 rồi. Đấy. AB35 size 26 giá 2 triệu 4. Liên tiếp cho bác một con Gucci dây lụa con ong bác nhá, ngu xì con ong này, con dây lụa này, cũng xấu ít biết đâu nhá, thì em đoán cho mình là chắc là mấy Thụy sao đắt ghê chẳng biết, bởi vì là nó hàng bao cho em là một là máy ETA, hai là máy vàng Thụy, máy mi vàng bác nhá, đâm ra hai cái máy này là nó xịn như nhau rồi, tiền như nhau rồi, đâm ra là chắc là những con này máy Thụy thì em nghĩ vậy bác nhá. Có hai loại máy thôi đấy, em đấu hàng con này là nó báo cho em như vậy, có hai loại máy thôi, em kiểm tra bất ngờ hai con rồi thì toàn máy mi vàng quá nhá và máy ETA của Thụy thôi đấy. Có kiểm tra test được không nhé, rất là ngon luôn, một con u xì con ong luôn. Con này size 38. Mã AB36. Size 38, giá là 2 triệu 2. 2 triệu 2 bác nhé.
AB36 này, size 38, giá 2,2, gần 40 phút rồi. Thôi em xin phép các bác, em dừng video ở đây các bác nhé. Xin chào các bác ạ. Mãi mấy con nữ.